sẽ dẫn các bạn tiếp tục là tham quan cái xưởng thùng nha. Buổi chiều hôm nay thì Niềm vừa đi gặp khách để chốt cái hợp đồng ha. Rồi rảnh rỗi xin ông nổi sẵn trên đường về tấp qua xưởng thùng con HD700 thùng kính inox. Hôm nay mình coi tiến độ của một số xe như thế nào nha. YZ49 2,5 tấn. Là do đơn hàng làm xe cũng hơi bị đông, cho nên là xe nào đặt trước thì mình sẽ làm trước, đóng trước. Còn con nào mà làm khách đặt sau thì sẽ chờ đợi. Hyundai Motor 150 1,5 tấn. Con này thì đóng thùng cũng 50-50 rồi, gần xong rồi. Đó, coi như là 50% công đoạn. Đây, vô bên trong này chúng ta tham quan thêm một số xe nữa nghe các bạn. Đây là con 75S Mighty 75S thùng mua bạc mở 5 bẩn, thùng inox, sàn inox luôn. Con này thì tải 3,5 tấn 4 tấn. Hyundai New Mighty 75S ha. Con này thì nó với con 110S là sử dụng chung một động cơ đó. Chỉ có điều là một con là tải 3,5 tấn, còn con 110S kia thì tải của nó là 7 tấn, và con kia thì nó xài cái lớp 825, con này thì nó xài cái lớp có 700 à nha. Đây, lớp con này là 700 đó. Rồi, và đặc biệt là niềm thích cái con này đây, con New Water 150 tải 1,5 tấn nè. Cái con này thì cái màu trắng nhìn rất là, nhìn phải nói là rất là đẹp, đúng không? Cái cabin của cái chiếc Water này là nhìn thời trang lắm nha. Nhìn nó với cái con Bongo, cái con mà nhập khẩu á, không? Là cái cabin cái xe nhìn phải nói là niềm là chịu. À, nó với cái chiếc Bongo, cái chiếc Hyundai New Water này nè. À, là cabin nhìn rất là thời trang, rất là đẹp. Thằng này á, nó chỉ có cái mất thẩm mỹ là gì? Cái bánh trước nó lớn hơn bánh sau. Thấy không? Bánh trước của thằng này nè nó lớn hơn bánh sau là do nhà thiết kế. Đó. Chứ nếu như mà con này tải 1,5 tấn mà bánh trước với bánh sau nó đồng bộ một phát nữa thôi là niềm bảo đảm luôn, bán cháy hàng. Con này nè, thấy không, quá đẹp. Chỉ uổng cái chi tiết là thôi, là bánh trước nó lớn hơn bánh sau, chứ nếu như mà hai bánh mà nó đồng bộ là con này là bán cháy hàng luôn nha các bạn. Rồi đi một vòng tiếp tục. Có một số xe là đậu ở ngoài, tại vì bãi đậu không hết, nhiều xe quá, cho nên là sẽ đóng cái thùng trước. Thùng đóng xong thì sẽ đút cái đầu xe vô rồi gác cái thùng lên. Đây, một chiếc xe của biển số quân đội, xe thùng kính, thấy không? Xe của quân khu 7, biển số đỏ luôn, con Suzuki. Xe này đặc biệt là chữa cửa sổ kìa, chở người ha. Xe này đóng là chở người. Đông Ben Đông Ben. Rồi đi một vòng nữa nghe các bạn. Hyundai New Mighty N250 tải 2,2 tấn luôn.
Đây đặc biệt là có cái con này đóng là tới xe luôn nha. Đóng cái xe là tới nái luôn. YZ65 màu trắng, thấy không? Màu trắng sữa, đóng là bửng nhôm, thùng inox. Xe màu trắng sữa, đóng bửng nhôm, thùng inox. Đây, dẫn các bạn qua coi chi tiết. Là cái sàn inox dập sóng nổi, thấy không? Inox sáng giới không? Bửng nhôm à. Bửng nhôm nhìn mới cáo luôn. Nhìn mấy cái bản lề bằng inox nó sáng trắng lên, dạ vô con mắt nó đã gì đâu luôn nè. Đây inox nè. Chưa? Nhìn thấy inox là thấy ghiền rồi. Rồi. Thì ở bên kia thì sắt thép đây đầy đủ hết. Đây đi vòng qua đây luôn. Đây một con YZ65 nữa. Đó. Đây trong này là con Hyundai New Mighty N250 luôn. Thằng này là bản màu xanh dương. Rồi đây là những vật liệu, thấy không? Nguyên vật liệu để đóng thùng. Đó. YZ65 màu trắng kem đóng thùng kính. Rồi kính thưa các loại xe luôn các bạn, thấy không? Phải nói là kính thưa các loại xe và kính thưa các loại thùng. Là niềm là nhận thiết kế đóng thùng theo yêu cầu, là thiết kế tất cả các cái loại thùng và bao luôn đăng kiểm, thấy không? Thách thức đăng kiểm luôn các bạn. Thách thức đăng kiểm tất cả các loại thùng đó. Rồi bạn nào muốn thiết kế thùng như thế nào theo cái ý của mình thì cứ alo cho Niệm thôi, cứ điện thoại là 0938845720. Rồi buổi chiều hôm nay thì chia sẻ tới đây thôi nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.